Quang Giao xin chào các bạn đã đến với channel Quang Giao Office. Chúc các bạn ngày mới an lành trong mùa Covid này. Sáng hôm nay Phan Thiết giãn cách đã được ngày thứ bảy rồi. Hôm nay thì Nậu có ra ngoài, trên đường đi thì mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh của thành phố Phan Thiết trong những ngày giãn cách. Bà con rất là lo âu, hồi hộp cho cái cảnh điêu linh của Covid biến chủng Delta này đến với toàn thế giới. Nhưng thành phố Phan Thiết cũng có những cái niềm vui an ủi cho những người con ở thành phố đã về hội tụ gia đình. Và sáng hôm nay mình có đi ra ngoài, đi rảo qua các con đường, đường nào mình có thể đi được thì mình đi thôi. Và cũng đi mua một ít đồ ăn cho con thú cưng của mình. Ở đây là cái công viên của Võ Văn Kiệt của các bạn. Công viên này thì nói chung những ngày bình thường thì rất là đông vui. Tối thì các cháu thiếu nhi thì về sinh hoạt ở đây. Cái nhà nghỉ Bỉ Diệu này là khu dân cư 19/4, con đường Đặng Văn Nữ. Đây cũng bán nhà chuẩn bị đi vào cái khu vực khác. Cái điểm đến cho khách du lịch thường xuyên hàng năm thì họ hay đến TC Palace này để an nghỉ. Trên con đường này là xe đang chạy hướng về phía Bắc. Và trải dài từ con đường của 19/4 thì nó sẽ có cái vòng xuyến giao lộ giữa cái đường Từ Văn Tư và đường Trần Hưng Đạo nối dài. Và con đường này thì các như các bạn đã thấy có cái chốt là để kiểm tra giấy tờ cho những người mà đang cách ly, phường cách phường, xã cách xã, khi qua thì có sự kiểm tra. Đây là cái cây xăng cũng vắng vẻ, các anh ngồi coi như là chơi điện thoại thôi. Trải dài con đường này thì hướng về khu ngã ba Tam Biên, gần bên thì cũng có cây xăng. Hình như các bạn đã thấy cái những cái ngân hàng họ cũng đóng cửa liên tục. Trong trước khi cái chỉ thị 16, đây là cái đầu đường Hùng Vương. Đó, như các bạn đã thấy ở cửa buôn bán cũng đóng hết. Thế Giới Di Động rồi may hôm bữa đó là máy của mình trở ngại, mình có ghé lại đây chứ không là coi như nghỉ luôn rồi. Những người này đi trên đường thì đó là những người mà có giấy tờ đi mua đồ, chẳng hạn như thức ăn. Đây là Sở Văn hóa Thông tin Du lịch đó các bạn, của tỉnh Bình Thuận. Các anh công an đi tuần. Thì qua cái ngã ba Tam Biên này thì có một cái bách hóa xanh, mình cũng đi lại hình ảnh thì các bà con cũng yên tâm sẽ đến đây mua hàng tươi xanh. Nói chung là hàng ngày nào cũng có. Ồ, may quá. Mình đến đây là mục đích là mình cũng mua cái trứng cút lộn cho con thú cưng của mình. Con Su mình đã thích ăn cái này và vắng mấy ngày nay rồi. Lung Linh này đây đó, Lung Linh họ cũng bán nhưng mà họ đóng cửa ngoài lại. Nó thì đối diện đó, như các bạn thấy đó, đóng cửa hết. Mấy hôm trước thì coi như mở cửa.
Tưởng đâu là sáng hôm nay là cái quầy trứng lộn này là không có bán, mà may quá. Bữa nay dịch là nghỉ làm luôn hả? Này thì ảnh lá xe, nghỉ làm là cho sống đẹp không trời. Rồi cũng mở cửa ra để tôi xem ai đi qua đi lại xịt xe người bá. Xe này là xe tải nguồn thực phẩm Bách Hóa Xanh đó các bạn. Chở hàng hả? Vẫn chở đều đều hả? Vẫn phân phối hàng đều hả? Vậy ha. Rồi cảm ơn em nha. Tươi xanh, quá tươi xanh luôn. Thế giới Di Động luôn luôn là ảnh có cái chiêu đãi cho khách hàng. Mình sẽ đi ngược về đường Tự Quân Tư. Đây là bến xe Bắc của thành phố Phan Thiết nữa các bạn. Cũng vắng luôn rồi. Mấy hôm mình gửi đồ cho con của mình ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thì ghé lại đây. Đây là bến xe Bắc của tỉnh Bình Thuận. Từ bến xe Bắc này mà vào nhà mình thì khoảng 500 mét. Khoảng đó. Ghé lại chỗ này mua cái quầy tạp hóa, mua sữa không có. Đây là cái con đường ngã ba Phạm Ngọc Thạch với đường Từ Quân Tư. Trên đường Phạm Ngọc Thạch này thì nhà bác sĩ Tường Lam ở trên công cộng này. Thôi mình sẽ ghé vào Vinmart mua sữa thôi, chứ ngoài không có. Này hỏi em này thì em này mới có su su mình nó chỉ uống cô gái Hà Lan mà có đường. Anh này từ khi mà con NT của mình nó đã chết rồi đó thì còn ảnh không ăn cơm, ảnh chỉ uống sữa rồi ăn lạp xưởng rồi ăn trứng cút lộn, nói chung là ăn thịt. Thương hả con? Dạ 33 ngàn ha. Đúng rồi. Chúc mạnh khỏe vượt qua cái cơn đại dịch Covid nha. Rồi. Xa xa thì thấy nhà bác sĩ Tường rồi đó. Đó nhà, cái góc nhà bác sĩ Tường các bạn. Thầy Vinh thì thấy rồi đó. Ngô Nga cũng thấy luôn. Bạn gì ở Úc cũng thấy luôn đó, nhà có bác sĩ Tường Lam đây. Tai mũi họng mắt cũng đóng cửa luôn. Trên cái đoạn đường này thì nó sẽ giao với cái đường Đặng Nhân Nữ của nhà mình. Đấy, trong cái khu vực của nhà mình là cái đường này. Các bạn thấy đều vắng vẻ hết. Bác sĩ Tường Lam đóng cửa luôn. Mấy hôm rồi anh mở cửa để anh khám bệnh. Cái lối đi này, cung đường này thì sẽ về nhà mình đó. Hãy ghé lại tạp hóa này mua cà phê sữa. Có mấy cái quầy kia không có cà phê sữa đá, mình ghé cái quầy này mua. Đó, nhà nỉ, trong cái khu vực nhà nỉ của mình đóng cửa hết rồi. Nhà nỉ này thì con mới làm thôi. Đó, đường Đặng Nhân Nữ là đường của về lối nhà mình đó. Chỗ này ở trước kia là cái rất là dơ, còn bữa nay là sạch sẽ, làm họ làm cái công viên. Cho nên các bạn nào mà có đi vào đây thì sẽ thấy cái khu vực này nó khác hơn xưa nhiều lắm. Hồi trước nó dơ lắm.
nhà nghỉ Xuân Nguyên, nhà đứa con đứa em mình, bạn của mình, nhà nghỉ Hoa Thi này cũng đóng cửa luôn. Nói chung đóng cửa hết toàn bộ trong khu vực này. Hồi năm ngoái thì mở cửa đón khách. Năm nay là trực để với cái chỉ thị 16 này thì rất là nghiêm khắc, và bệnh dịch lây lan rất là khủng khiếp. Như các bạn theo dõi thì các bạn thấy rất là tăng. Đây là nhà nghỉ của mình đó các bạn, đóng cửa luôn. Bây giờ mình chuẩn bị mình mở cửa, con Su mình đã đón mình ở trong nhà. Xin chào các bạn nha, chúc các bạn vui, bình an trong những ngày chống dịch. Xin chào.